Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 7 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, để phòng chống dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 được ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chỉ thị 16 quy định địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Đồng thời, nội dung chỉ thị 16 yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Ngoài ra, người dân cần thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Chỉ thị 16 cũng yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác. Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Đồng thời, các cơ quan, công ty tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Về việc di chuyển từ vùng có dịch đến địa phương khác phải dừng hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.